Sáng ngày 3 tháng 5, một học sinh lớp 2 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi vào bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Theo phụ huynh, em đã ăn sushi bán trước cổng trường vào buổi sáng. Khoảng một tiếng sau đó thì em được đưa đến bệnh viện. Trên hai cái bàn, họ để những món đồ ăn đã gói sẵn ở trong những hộp nhựa. Hộp nhựa này là gồm có cơm cuộn sushi, có cơm chiên. Bé hồi giờ chưa ăn những cái món kia, bé chỉ ăn cơm cuộn này thôi. Những món kia mình thấy là mì xào nè, rồi cơm chiên nè, và một vài những cái món bánh, hoặc là hình như là cái cơm cuộn hình tam giác cũng có. Mình để ý như vậy, nhưng mà đặc biệt là nó lại có một cái quầy đồ chơi để bé tự chọn miễn phí những cái bánh và miễn phí theo những cái món bánh đó, thì là bé khá thích. Thì bé này từ hồi giờ ăn cũng tầm khoảng 5 lần rồi. Thì có thể là bé nói là ngon, bé nói là cơm rất ngon, nhưng mẹ không tin là cơm ngon. Mẹ nghĩ rằng là bé thu hút bé là bởi vì có đồ chơi đi kèm và có thêm một ly nước ngọt. Có thêm một ly nước ngọt Hôm thì cái nước màu trắng, hôm thì nước màu đen. Sáng hôm qua, tức ngày 2 tháng 5, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng tiếp nhận 15 học sinh của 4 trường tiểu học trên địa bàn đến cấp cứu với các triệu chứng ói, chóng mặt và được chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Trong đó cũng có một học sinh của trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ngoài ra, có 9 em trường tiểu học Thành Mỹ Lợi, 4 em trường tiểu học Bình Trưng Đông, 1 em trường tiểu học Lương Thế Vinh. Các bé hôm qua nhập viện thì với tình trạng là bé ói nhiều, dẫn đến mệt và ói liên tục, ói hết đồ ăn và sau đó là ra dịch đường tiêu hóa. Có bé thì đau bụng ít, có bé thì sốt nhẹ, có bé thì có đi cầu phân lỏng. Theo hỏi bệnh thì các bé thì buổi sáng đó thì có ăn đồ ăn mua ở trước cổng trường, ví dụ như có bé là ăn cơm cuộn, có bé thì ăn bánh mì kim bắp. Thì theo ghi nhận của 15 bé thì ở 4 trường tiểu học khác nhau, thì cái nguồn cơm cuộn thì bán ở 4 trường đó nhưng mà lấy cùng từ một cái nguồn làm. Hôm qua em ăn bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ ở gần trường, ăn xong thì gần trưa em thấy hơi đau bụng với lại mất ói. Cái một lúc sau thì em ói nhiều hơn, cái cô em dẫn em vô phòng y tế. Ở lớp con có bạn nào bị luôn? Dạ có, trong lớp con có hai bạn là ăn đồ ở ngoài. Cháu ăn hôm đấy là cháu ăn sushi trước cổng trường Thành Mỹ Lợi, giá 20.000, tặng thẻ bài gì đó, Liên Quân. Đó. Về cái lúc 9 giờ mấy, 10 giờ là thấy nó ói đầy ra lớp. Cô mới gọi về, thế là chở tới bệnh viện, bắt nhập viện luôn. Sau khi được truyền dịch khá sinh, tình trạng sức khỏe của 15 em học sinh đã ổn định, hết sốt, không đau bụng, còn tiêu chảy ít. Các chuyên gia HCDC và nhi khoa nhận định đây là một vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn phải độc tố vi khuẩn có trong thức ăn. Khả năng cao là sau khi ăn cơm cuộn bán hàng trước cổng trường. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo HCDC tiếp tục phối hợp Trung tâm Y tế Thành phố Thủ Đức giám sát tình hình dịch bệnh tại các trường học và cộng đồng. Về xác định nguồn gốc gây ra ngộ độc thực phẩm, sẽ được Sở An toàn Thực phẩm tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng lưu ý, thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay là môi trường thuận lợi để vi khuẩn sinh sôi, từ đó dễ dẫn đến tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái nhiệt độ nắng nóng hiện giờ nó cũng là cái điều kiện môi trường thuận lợi cho vi khuẩn dễ phát triển. Nên là những thực phẩm mà mình để bảo quản ngoài trời nóng lâu thì sẽ dễ vi khuẩn sẽ phát triển trong thức ăn và dễ làm gây ảnh hưởng đến thức ăn, và khi các bé ăn thì các bé sẽ dễ bị ngộ độc thực phẩm. Dạ, đối với thì thức ăn ở vỉa hè thì khuyến cáo về cái phía người mà chế biến thức ăn thì mình sẽ nên lựa chọn về vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm, phải đảm bảo vấn đề đó, tức là lựa chọn cái nguồn thực phẩm tươi sống, đảm bảo vệ sinh. Nếu mà thức ăn đã qua ngày rồi thì mình nên bỏ đi để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người, cũng như đặc biệt là cho các bé học sinh. Thì vấn đề bán đồ ăn trước trường học cũng thấy khá là nhiều, nên là cũng khuyến cáo là các cơ sở mà chế biến cái thức ăn đó thì mình cần đảm bảo cái an toàn vệ sinh nhiều hơn.